Và nấm chaga là một trong những cái thực phẩm chức năng ấy cực kỳ nổi tiếng tại Nga ấy. Cái nấm chaga thì là của vùng Bạch Dương ấy, nó sẽ giúp là hỗ trợ điều trị các vấn đề về ung thư tiểu đường tim mạch này. Và trong y học dân gian thì cái nấm chaga nó được sử dụng như là một công cụ để chống lại các khối u. Cái thuốc mà nước sắc ấy, từ cái nấm chaga thì nó giúp là làm giảm cái huyết áp động mạch tĩnh mạch này, bình thường hóa nhịp tim này, chống co thắt và đột quỵ này, lợi tiểu này, giảm đau này, kháng khuẩn chống viêm và có tác dụng nhuận tràng Và nó bình thường hóa được cái hoạt động của đường tiêu hóa. Đấy, nấm chaga thì được khuyến cáo cho những bệnh nhân bị tiểu đường vì nó có khả năng là giảm cái lượng đường ở trong máu này và nó sẽ giúp là chống ung biếu ạ. Đấy thì cái sản phẩm này thì nó rất là dễ sử dụng. Và của Fairfood thì chúng tôi nhập trực tiếp từ công ty là Phytosila ấy, thì nó đảm bảo cái tác dụng và cũng như là cái chất lượng tối đa nhất của nấm so với lại cái nấm mà thông thường mà ngoài thị trường ạ.